Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về tình hình thực hiện chương trình phát triển đô thị tại một số địa phương. Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng. Cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc cá độ trái phép. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Văn Giang, Thị ủy Mỹ Hào và Thành ủy Hưng Yên về tình hình thực hiện chương trình phát triển đô thị. Sự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ngành chức năng tỉnh. Qua rà soát đánh giá chương trình phát triển đô thị của ba địa phương, huyện Văn Giang đạt 84,79 điểm, đủ điểm đánh giá đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3. Trong đó, cơ bản đạt và vượt tiêu chuẩn đối với một số nhóm tiêu chí như vị trí chức năng, vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Tuy nhiên, đô thị trung tâm huyện Văn Giang có quy mô vẫn nhỏ, chưa phát huy được vai trò trung tâm kinh tế của huyện, hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội còn phân tán và chưa đồng bộ. Thị xã Mỹ Hào đạt 78,46 điểm, đạt đô thị loại 3. Tuy nhiên, còn một số tiêu chuẩn trong tiêu chí như mật độ dân số trên diện tích đất xây dựng, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị, mật độ đường trong đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý, chưa đạt điểm tối thiểu. Khó khăn nhất hiện nay là thành phố Hưng Yên mới đạt 70,21 điểm, chưa đạt thang điểm tối thiểu trở thành đô thị loại 2. Trong 3 tiêu chí, thành phố chưa đạt có 2 tiêu chí khó khắc phục nhất là tiêu chí quy mô dân số và tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị, đặc biệt là tiêu chuẩn mật độ đường giao thông đô thị. Về quy mô dân số, từ nay đến năm 2025 cần thêm khoảng 70.000 người. Về chiều dài đường giao thông có mặt cắt từ 14m trở lên cần xây dựng mới thêm khoảng 70km. Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất trong thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, tập trung thu hút đầu tư phát triển các dự án đầu tư khu đô thị, các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà cho người có công, nhà cho công nhân nhằm phát triển dân số cơ học trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho thành phố trong việc triển khai xây dựng hạ tầng đô thị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá ba địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện các tiêu chí phát triển đô thị. Trong đó, thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang có nhiều lợi thế, thuận lợi và cơ bản đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3. Các địa phương cần tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt trong các nhóm tiêu chí, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung để hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025. Đồng thời, chủ động xây dựng đề án, nâng cấp đô thị, thực hiện thêm một số dự án có tính chất động lực, thúc đẩy phát triển đô thị Văn Giang, Mỹ Hào trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2 vào năm 2030. Mục tiêu của ta thì làm sao một đến cuối quý 1, chậm nhất là đầu quý 2 là ta được công nhận đô thị loại 3 của cả Văn Giang với Mỹ Hào. Thì cũng rất là mong là sở xây dựng các anh cũng hỗ trợ đồng hành ngay trong quá trình dự thảo. Trong tháng 11 này các anh có thể điều chỉnh được cái chương trình đô thị rồi, nhưng mà kẹp cùng cái đấy song song thì là cái thời gian để cho cái đồ án ấy, Văn Giang và Mỹ Hào cố lên tí nữa thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu. Riêng thành phố Hưng Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhưng còn nhiều khó khăn trong phát triển đô thị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cùng với nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, nỗ lực thực hiện các tiêu chí, các sở ngành tiếp tục hỗ trợ để thành phố đạt mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025 và đến năm 2030 thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 1. Đối với thành phố, đầu tư là hướng tới đô thị loại 1 thì tôi đề nghị phải có cái sự hỗ trợ của các sở ngành. Đấy là triển khai hai cái dự án đô thị. Một là đô thị của trong khu đẹp Phú Yến là 400 hecta. Hai là khu đô thị Liên Phương. Hai cái này là hai cái cốt lõi nhất. Nó vừa giải quyết được vấn đề dân số, vừa giải quyết được vấn đề về nguồn lực. Đấy, nó vừa giải quyết được vấn đề đóng góp về hạ tầng đô thị cho cái, thực hiện cái tiêu chí về đô thị chung. Ba cái dự án thương mại lớn. Một là cái dự án khu phố Yến Cổ, hai là khu Hồ An Vũ 23. Đấy, và cái thứ ba nữa là khu thể thao du lịch của Vin đang làm. Điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố cho nó phù hợp với cái quy hoạch quy tỉnh và cái quy hoạch đô thị trở thành thành phố loại 1 thì xử lý như thế nào. Sáng nay, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20
tổ chức phiên họp để thông qua quy định chế độ làm việc của tiểu ban và kế hoạch phục vụ đại hội. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng tiểu ban chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên tiểu ban. Phiên họp xem xét, thảo luận và thống nhất kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20. Theo đó, có 3 nhiệm vụ trọng tâm của tiểu ban là công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, công tác an ninh trật tự và công tác hậu cần. Phiên họp cũng thống nhất quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ và lề lối làm việc của các tập thể, cá nhân thành viên tiểu ban. Đồng thời, thống nhất việc thành lập bộ phận thường trực của tiểu ban, thành lập các tổ giúp việc và chức dụng cán bộ tham gia tổ giúp việc. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu các bộ phận thành viên tiểu ban căn cứ chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị triển khai cụ thể các nhiệm vụ phần việc để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Việc phân công nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thể hiện bằng kết quả cụ thể. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 11, các tổ giúp việc có kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ của từng tổ, trong đó chú trọng vào công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc về Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị hình ảnh, video minh họa cho các văn kiện được trình bày tại đại hội. Chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện công tác trang trí khánh tiết, đề xuất tham mưu công tác bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, đại biểu tham dự đại hội. Có phương án chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, đảm bảo dự trù đầy đủ, đúng quy định về kinh phí hậu cần cho các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức đại hội. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay Quốc hội họp về công tác nhân sự và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn và luật công chứng sửa đổi. Trong buổi sáng, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này. Các đại biểu tập trung vào các nội dung như mối quan hệ giữa các quy hoạch, nguyên tắc lập đồng thời các quy hoạch chung, xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, thời gian lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung xã, thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, quy định các trường hợp chuyển tiếp. Buổi chiều, sau khi họp về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật công chứng sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công chứng sửa đổi. Chiều nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết số 49 ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua dân vận khéo. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Qua 4 tháng triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch cụ thể, trong đó nổi bật là dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng và thực hiện các mô hình điển hình dân vận khéo. Đến nay, mô hình dân vận khéo chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được xây dựng nhân rộng ở 103 trên 161 xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Mô hình điểm về đảng viên phụ trách hộ gia đình 1+10 được tổ chức ra mắt ở 3 địa phương. Toàn tỉnh có 2.809 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ, làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở và triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo tại địa phương, cơ sở, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhân dân, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể, những mô hình cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện dân chủ và thực hiện mô hình dân vận khéo của các cơ quan địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quách Thị Hương đề nghị các đơn vị địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 49, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời,
công khai minh bạch những quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân một cách kịp thời và nhân rộng các mô hình dân vận khéo tại các địa phương, đơn vị. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ thành phố Hưng Yên tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hưng Yên. Trong thời gian 2,5 ngày, các nội dung đều đã hoàn thành tốt theo khung diễn tập là chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung thực binh, các lực lượng đã làm tốt công tác hiệp đồng, phối hợp xử trí các tình huống A2 và thực binh tập kích địch tạm dừng, đảm bảo nhanh gọn an toàn về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, đánh địch tiến công bằng hỏa lực, đường không, đánh địch đổ bộ đường không, đánh địch tiến công vào trận địa, giữ vững khu vực trận địa then chốt thành phố. Tại buổi bế mạc, Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể 2 cá nhân, Ủy ban dân thành phố tặng giấy khen cho 7 tập thể 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2013-2023, toàn quốc có trên 300 tổ chức doanh nghiệp cá nhân đầu tư nguồn lực để kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Trên 36.000 phòng học, gần 1.300 phòng công vụ cho giáo viên được xây dựng từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí ước khoảng 33.000 tỷ đồng. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc tăng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia tại các địa phương. Thời gian tới, cùng với sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để kiên cố trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung các nguồn lực chú trọng huy động nguồn xã hội hóa, đầu tư kiên cố hóa phòng học, đảm bảo đến năm 2030 tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 100%. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương rà soát cơ sở vật chất tại trường lớp học, huy động nguồn lực để xây mới, sửa chữa, đảm bảo mục tiêu theo đề án đảm bảo cơ sở vật chất, chương trình giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương xã hội hóa giáo dục để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện công khai minh bạch và sử dụng đúng mục đích các nguồn kinh phí xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 3 năm 2024. Hội thi nhằm mục đích đánh giá thực chất việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị của các lớp trung cấp lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Tham gia hội thi có 9 học viên đang học tại các lớp trung cấp lý luận chính trị được 50% chương trình trở lên là lớp K06, K07, KA21, KA22. Học viên tham gia thi có kết quả học tập, có điểm trung bình, đạt điểm 7 trở lên, không có điểm phần học nào dưới 6. Mỗi học viên trải qua 2 phần thi, gồm phần thi tự luận và phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 4 giải nhì và 4 giải ba cho các học viên dự thi. Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài, sinh năm 1983, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. Ngoài Tài, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có liên quan, trong đó Nguyễn Thế Thờ, sinh năm 1982, trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, hiện đang ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, là đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài. Thông qua các website trên Internet, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay, hơn 500 tỷ đồng.
Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các con bạc và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng 1 triệu một ngày đến 5.000 đồng 1 triệu một ngày, tương đương với mức lãi suất từ 108% năm đến 180% năm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thưa quý vị và các bạn, cá độ và những trò chơi mang tính chất đỏ đen đều nằm trong danh sách bị cấm quảng bá, quảng cáo tại nước ta. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng quảng cáo trái phép này vẫn ngang nhiên xuất hiện ở nhiều nơi với nhiều hình thức khác nhau, không những gây mất mỹ quan mà còn có nguy cơ để lại những hệ lụy xấu cho xã hội. Trang web cờ bạc cá độ lên các ghế đá ở khu vực dân cư, nơi công cộng, vườn hoa, công viên, thậm chí ngay cả ở nơi văn hóa tâm linh như đình chùa. Tại di tích quốc gia chùa Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, có gần 20 ghế đá ở trước cổng chùa do người dân cung tiến bị in quảng cáo của một trang web chuyên về cá cược trực tuyến. Những dòng quảng cáo in đậm chữ to, rõ nét nhằm thu hút và gây sự chú ý. Do là cái khuôn viên bên ngoài cổng chùa, cho nên là các đối tượng là làm vào ban đêm, nhà chùa cũng không biết, đến sáng sau thì phát hiện ra. Là về phía địa phương thì đã chỉ đạo ban công an là sẽ bố trí tuần tra kiểm tra để phát hiện các cái đối tượng mà có cái hành vi này, không những ở chùa mà ở các cái vị trí khác. Ngoài quảng cáo tại ghế đá, tường nhà thì một hình ảnh quảng cáo cá độ cờ bạc trái phép khác cũng nở rộ trong thời gian gần đây, đó là sử dụng biển quảng cáo của hộ kinh doanh để lồng ghép nội dung quảng cáo liên quan đến các trang web cá độ bóng đá cờ bạc online như MU88, QH88, EE88. Đi chợ về thì là thấy hàng xóm bảo là thấy có mấy thằng nó lại lắp cái biển ở trên nhà mày, thế chị mới chạy ra nhìn thì thấy có không, chứ còn chị có lắp đâu. Thế chị có biết cái nội dung là quảng cáo cờ bạc không? Không biết thì ra không biết là cái gì, chị chỉ biết là người ta lắp là như thế. Các logo web cờ bạc có kích thước tương đối lớn so với bảng hiệu, về hình thức, màu sắc, nội dung có những ký hiệu rất dễ nhận biết đây là hoạt động kinh doanh cờ bạc. Những người tò mò có thể theo tên của trang web để truy cập vào các đường link cá độ cờ bạc online. Một số nơi thì các đối tượng còn in các ballet khổ lớn để treo lên nhằm gây sự chú ý và kích thích đối với những cái người mà có tính tò mò và tìm hiểu về cái hình thức của các đối tượng. Cái hậu quả khôn lường đây là gì, là cái người tham gia đánh bạc ấy tức là cứ âm thầm một mình. Chính vì vậy cho nên nó gây ra cái hệ lụy là các con bạc thì đi vay tiền của người nhà rồi cũng thậm chí lừa đảo để thực hiện cái việc cuốn vào cái trò chơi này. Quần chúng nhân dân là thứ nhất là phải nhận thức rõ ràng về cái việc đó là hành vi vi phạm pháp luật và chúng ta phải tránh xa, chúng ta phải cảnh giác. Đấy, chứ chúng ta không nên kích vào tìm hiểu tò mò về cái việc đấy. Quảng cáo cờ bạc là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 1, điều 7, luật quảng cáo năm 2012. Thực tế cho thấy, các đối tượng quảng cáo cờ bạc đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lồng ghép quảng cáo trái phép. Chính bởi vậy, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân để không tiếp tay cho quảng cáo cờ bạc trái phép. Đối với cơ quan thường trực về lĩnh vực mà quản lý về nhà nước về lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, tham mưu ban hành một cái công văn để chỉ đạo là quản lý tốt cái xử lý nghiêm đối với các cái trá hình đối với quảng cáo cũng như là biển hiệu quảng cáo có in các website cá độ cá cược, thì chúng tôi cũng đang phối hợp với thị đoàn xây dựng dự thảo cái kế hoạch ra quân tháo dỡ các cái biển quảng cáo giao vặt để làm cho đô thị luôn được xanh sạch đẹp hơn. Trước tình trạng quảng cáo cờ bạc cá độ trái phép diễn ra công khai với nhiều hình thức gây bức xúc cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 3583 về việc xử lý hành vi sử dụng biển hiệu, biển quảng cáo có nội dung website cá độ cờ bạc trực tuyến. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương ra soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.